Cô chào tất cả các con. Cô rất vui khi lại được gặp các con. Các con cho cô biết, các con đã nắm được đặc điểm của hình thoi chưa? À, hình thoi là hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau. Vậy để tính được diện tích hình thoi thì chúng ta phải làm thế nào? Bài học ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu các con cách tính diện tích của hình thoi. Chúng ta cùng vào bài mới nhé. Cô có ví dụ sau. Cho hình thoi ABCD có AC bằng M, BD bằng N. Và cô vẽ hình thoi ABCD như sau. Hình thoi ABCD có đường chéo BD và đường chéo AC. Đường chéo AC có độ dài bằng M. Đường chéo BD có độ dài bằng N. Cô yêu cầu chúng ta hãy tính cho cô diện tích của hình thoi ABCD. À, để tính được diện tích hình thoi ABCD, cô sẽ cùng hướng dẫn các con đưa hình thoi ABCD về hình chữ nhật và dựa vào hình chữ nhật chúng ta sẽ tính được diện tích của hình thoi. Hôm trước cô đã dặn các con chuẩn bị cho cô một miếng bìa hình thoi và một cái kéo. Bây giờ các con sẽ sử dụng miếng bìa hình thoi và cái kéo cùng thực hành theo cô nhé. Có rất nhiều cách cắt hình thoi và ghép thành hình chữ nhật, nhưng hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các con một cách cắt và ghép như sau. Các con cùng làm theo cô nào. À, hình thoi ABCD. Cô sẽ cắt hình thoi theo đường chéo AC thành hai phần bằng nhau. Sau đó, cô sẽ cắt tiếp một phần của hình thoi vừa rồi thành hai hình tam giác bằng nhau. Cô ghép hai hình tam giác đó lên phần còn lại của hình thoi, giống như cách làm của cô. Các con đã thực hành được theo cô chưa? Như vậy, từ hình thoi ABCD, cô đã cắt và ghép thành hình chữ nhật MNCA. Hình chữ nhật MNCA có chiều dài là AC và MN và độ dài bằng M. Hình chữ nhật MNCA có chiều rộng là NC và MA và độ dài là bằng một nửa của đường chéo BD và chính là bằng N chia 2. Bây giờ các con hãy so sánh cho cô diện tích hình thoi ABCD với diện tích hình chữ nhật MNCA. À, đúng rồi, diện tích của hai hình bằng nhau. Ta có thể tính diện tích hình thoi thông qua cách tính diện tích của hình chữ nhật. Vậy để tính diện tích hình chữ nhật MNCD, ta tính như thế nào? À, diện tích hình chữ nhật MNCA sẽ bằng chiều dài có số đo là bằng M nhân với chiều rộng có số đo là N chia 2 hay bằng M nhân N chia 2. Vậy ta có tính được diện tích hình thoi ABCD không? À, diện tích hình thoi ABCD cũng chính bằng M nhân N chia 2.
quan sát cho cô và cho cô biết M và N là gì của hình thoi ABCD? À đúng rồi, trong hình thoi ABCD, M và N là độ dài của hai đường chéo. Rất giỏi. Vậy muốn tính diện tích hình thoi, ta làm như thế nào? À, muốn tính diện tích hình thoi, ta tính tích độ dài hai đường chéo rồi chia cho 2. Với điều kiện hai đường chéo đó phải cùng một đơn vị đo. Nếu khác đơn vị đo thì chúng ta phải đổi về cùng một đơn vị đo. Từ đó, cô đưa ra quy tắc tính diện tích hình thoi như sau. Các con cùng đọc theo cô nào. Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 cùng đơn vị đo. Các con đọc lại lần nữa cho cô nào. Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 cùng đơn vị đo. Từ quy tắc này, cô có công thức sau. S bằng M nhân N chia cho 2. S là diện tích hình thoi, M, N là độ dài của hai đường chéo. Như vậy, các con đã nắm được cách tính của diện tích hình thoi. Bây giờ, cô cùng các con sẽ đi làm một số bài tập sau. Cô có bài tập 1. Tính diện tích của phần A. Hình thoi ABCD biết AC bằng 3cm. BD bằng 4cm. Như vậy, nhìn vào đề bài của phần A, người ta yêu cầu chúng ta tính diện tích của hình thoi ABCD. Biết AC là đường chéo thứ nhất bằng 3cm. BD là đường chéo thứ hai bằng 4cm. Vậy, dựa vào công thức vừa rồi chúng ta học, các con có tính được diện tích hình thoi ABCD không? Tí nữa chúng ta sẽ thực hành nhé. Bây giờ các con sang phần B. Phần B của cô yêu cầu tính diện tích hình thoi MNPQ. Biết MP bằng 7cm, NQ bằng 4cm. Quan sát vào hình, chúng ta thấy MP và NQ là hai đường chéo của hình thoi MNPQ. Như vậy các con quan sát phần A và phần B, chúng ta thấy rằng hai đường chéo của hai hình đều có độ dài và cùng một đơn vị đo. Bây giờ các con sẽ làm vào vở cho cô nào. Cô sẽ cùng kiểm tra đáp án với các con. Phần A, hình thoi ABCD, biết AC bằng 3cm, BD bằng 4cm. Bài giải của cô như sau. Diện tích hình thoi ABCD là 3 x 4 chia 2 bằng 12 phần 2 bằng 6cm². Các con có thể viết phép tính như sau. Hoặc 3 x 4 chia 2 bằng 6cm², đáp số 6cm². Có hai cách trình bày về phép tính trong bài tính diện tích hình thoi. Các con có thể lựa chọn một trong hai cách tính, viết cách nào cũng được. Các con kiểm tra đáp án phần A. So với của cô, các con làm bài có đúng không?
À, chúng ta cùng chuyển sang phần B. Phần B của cô là tính diện tích hình thoi MNPQ. Biết MP bằng 7 cm, NQ bằng 4 cm, và bài giải của cô như sau. Diện tích hình thoi MNPQ là 7 nhân 4 chia 2 bằng 14 cm vuông. Đáp số 14 cm vuông. À, qua hai bài giải của cô, các con đã nắm được cái cách tính diện tích hình thoi chưa? À, cô khen ngợi tất cả các con. Chúng ta cùng chuyển sang bài số 2. Bài số 2 của cô yêu cầu tính diện tích hình thoi biết. A. Độ dài các đường chéo là 5 dm và 20 dm. Phần B. Độ dài các đường chéo là 4 m và 15 dm. Như vậy, quan sát vào đề bài, các con thấy rằng phần A, độ dài hai đường chéo đã thống nhất cùng một đơn vị đo, đó là dm. Sang phần B, độ dài các đường chéo là 4 m và 15 dm. Như vậy, độ dài của hai đường chéo chưa cùng một đơn vị đo. Như vậy thì chúng ta phải làm gì? À, khi đơn vị của hai đường chéo chưa cùng nhau thì các con phải đổi về cùng một đơn vị đo. Bây giờ các con sẽ thực hành giải bài toán 2 cho cô nhé. Các con đã làm xong bài chưa nào? À, cô sẽ cùng các con kiểm tra đáp án nhé. Đáp án phần A của cô như sau. Diện tích hình thoi là 5 nhân 20 chia 2 bằng 100 chia 2 bằng 50 dm vuông. Đáp số 50 dm vuông. Đáp án phần B của cô như sau. Đổi 4 m bằng 40 dm. Diện tích hình thoi là 40 nhân 15 chia 2 bằng 600 chia 2 bằng 300 dm vuông. Đáp số 300 dm vuông. À, các con thấy phần B của mình có làm giống của cô không? Rất là tốt, cô tuyên dương các con. Các con lưu ý cho cô, nếu hai đường chéo không cùng đơn vị đo thì chúng ta phải đổi về cùng một đơn vị đo. Sau đó các con sẽ đi thực hiện phép tính bình thường. Như vậy, qua bài tập số 2, các con đã thực hành cách tính diện tích của hình thoi rồi. Và các con hãy nhớ cho cô, muốn tính được diện tích hình thoi, các con phải biết được số đo độ dài của hai đường chéo. Từ đó các con áp dụng công thức mà cô đã giới thiệu cho các con để các con làm bài. Các con sẽ học thuộc cho cô quy tắc và công thức tính diện tích hình thoi và làm cho cô các bài tập trong sách giáo khoa toán trang 143 nhé. Giờ học của các con hôm nay đến đây là hết rồi. Cô thân ái chào các con. Chúc các con chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại các con.